Xin đi chào mọi người nha. Xin đi nghĩ bây giờ là khoảng 3 giờ chiều của ngày 24 tháng 6 năm 2021 thì trời thời tiết nó rất là nóng. Và xin đi cũng vừa mới đi với anh Huy, là một người phụng vụ của nhà thờ Đức Mẹ La Vang ở San Jose, để mà đi phân phát thức ăn cuối tuần cho những người vô gia cư homeless. Thì theo như anh kể, chuyện mà làm từ thiện đi phát thức ăn đó là một chuyện rất là dài, có thể nói là many many year, 30 năm trời. Nguyên nhân của cái sự mà dẫn tới việc làm từ thiện là anh đã từng đi dạy giáo lý ở nhà thờ. Và trong cái, mọi người coi những cái hoa đẹp ghê không? Và trong cái những cái chương trình dạy giáo lý đó thì có một ngày đi làm những cái công việc công ích. Thì từ đó anh dẫn các em đi làm từ thiện, và nó cũng có nhiều cái dính trong cuộc đời của anh. Dẫn đến chuyện mà anh đi phát cơm cho những người ở dưới suối. Thật ra thì những người dưới suối anh biết là mấy chục năm nay rồi mọi người. Thì đó là chuyện mà Cindy được may mắn gặp anh. Thì bây giờ trời nóng quá thì Cindy đi với anh một vòng về, và cảm thấy một cái áo mà bữa trước Cindy mua của Mass Studio nó rất là hợp, bận nó thoải mái. Cho nên là bây giờ Cindy lại tiếp tục Cindy đi mua mấy cái nữa, Cindy bận. Thì sẵn á, Cindy trở lại cái chỗ mà Cindy đã mua đồ á. Rồi Cindy trước khi vào trong ngò, trong shop đó để Cindy mua áo. Thì Cindy đi một vòng cái plaza này cho mọi người xem nha. Bởi vì đây cũng là một trong những cái plaza có phở hòa nè mọi người, noodle soup. Thì một trong những cái plaza mà tương đối là phải gọi là lớn. Bởi vì vòng ở đây là khu vực của công ty làm việc rất là nhiều mọi người. Thì ở Mỹ ở những cái khu hãng xưởng, khu nhà ở thì luôn luôn nó có những cái chỗ nó bán hàng ăn. Trước mặt mọi người là Panda Express, đó là một cái tiệm ăn bán đồ giống như là đồ xào nấu mà của Tàu đó mọi người. Bán combo rất là rẻ, thì thường một phần ăn mình vô mình chỉ 3 món thì khoảng 8 đồng. Và đây là thường thường tập trung những cái khu vực đồ ăn nổi tiếng. Summerzut này nè, cái nước Summerzut này cũng nổi tiếng. Starbucks Coffee. Và ở đây nó có một cái nhà hát ACM. Cái cinema này thì Cindy cũng vào xem với lại Hot Boy mấy lần. Thì công nghệ 4K, phim giống như 3D vậy mọi người. Coi rất là hấp dẫn. Coi thì giống như là mình được là cái nhân vật trong cái bộ phim đó. Thì hôm bữa Cindy đi coi với lại Hot Boy Simba, vua sư tử, được dàn dựng lại với cái kỹ thuật phim tiên tiến, trời coi rất là hấp dẫn mọi người. Vào đây thì mua bắp rang, ghế giường nằm ngửa ra, tự nhiên cái nó trở lại cái thời tuổi thơ của Cindy. Mọi người thấy Bắc Kinh vậy đó, nhưng mà tới khi mà mùa lễ đồ đó là full hết đó mọi người, không có chỗ mà để đâu. Và trước mặt Cindy là In-N-Out, là một cái thương hiệu bán về hamburger rất là nổi tiếng mọi người, rất là fresh. Thì nói chung đồ ăn Mỹ thì ngoài những sandwich, hot dog thì hamburger, mọi người biết không, hamburger của In-N-Out này á thì hàng nó tương đối là nó fresh. Khoai tây thì nó cắt nó chiên tại chỗ. Nói chung là In-N-Out này là của California và một thương hiệu rất là được mọi người ưa chuộng. Cho nên rớt vào cái đại dịch này, Covid-19 này, cái gì ế chứ. In-N-Out không có ế nha mọi người. Mặc dù là không cho ngồi ăn,
nhưng mà họ vẫn get like, họ vẫn xếp hàng, họ mua. Dạ. Yeah. Cindy thì cái cảm nhận đồ ăn Mỹ của Cindy rất là dở. Nhưng mà Hot Boy á thì Hot Boy khen là rất là ngon. Thì ở đây cũng gần cái chỗ tượng Đức Mẹ Hòa Bình, hôm bữa Cindy đã một lần quay gửi đến cho cả nhà mình xem đó. Thì nó là ở hướng bên mũi tay của Cindy chị tới. Còn xung quanh đó là hãng xưởng rất là nhiều mọi người. Cho nên có chuyện mà in ao đắt là cái chuyện đương nhiên. Đó, mọi người thấy họ driving through không? Tức là họ order ở trên cái chỗ, có một cái chỗ receptionist ta nhận, trả tiền xong rồi họ pick up đó. Mặc dù bây giờ người ta đã mở cửa cho vào ngồi ăn rồi, nhưng mà in out bao giờ cũng đặt lớp trong và lớp ngoài. Thì trước mặt của Cindy là một cái building. Mọi người nhìn thấy cái building màu xanh xanh không? Đó là một cái chỗ mà người ta xây, người ta cho công ty mướn văn phòng, hãng xưởng đó mọi người. Thì Cindy chạy freeway á. Mọi người thấy cái xe đó không? Là cái thùng sau là người ta chở đồ, người ta đi xuyên bang đó mọi người. Có khi là dọn nhà thì mướn cái lớn hơn, có khi đi chơi thì mướn cái nhỏ nhỏ vậy đó. Vừa lái xe vừa chở đồ ăn thức uống rồi quần áo rồi đủ thứ trong đó, nệm giường. Thì Cindy chạy ở ngoài đó mọi người. Cindy thấy cái tòa nhà đang đổi tên hoài. Dạ. Yeah. Ở trước thì Cindy thấy có một thời gian nó có cái công ty Yahoo nó mướn đó mọi người. Nhưng mà sau này thì Cindy thấy cái Yahoo nó tháo ra. Dạ. Yeah. Và thay đổi vào một cái tên khác. Và đằng sau cũng có Cindy cũng là hãng xưởng không đó mọi người, và trường học. Trường Mission College. Hồi xưa Hot Boy học ở đó. Có thể đi từ đây băng qua. Hồi xưa Hot Boy hay đậu xe bên đây, trốn tiền Bắc Kinh, đi bộ qua bên kia. Hot Boy của nhà Cindy keo lắm mọi người, hay làm mấy chuyện giật gân lắm. Trước mặt Cindy là cái nhà hát đó, AMC. Thì cái khuôn viên này á, ngày xưa trước Covid á là rất là đông, là tập trung Walmart nè, tiệm ăn nè, nhà hát nè, có thể phải nói là mình dùng cái từ là tiện ích. Đó là mình vào một nơi mà mình có thể kiếm được đủ thứ. Nó không phải là một cái mo, nhưng mà nó là một cái la xa. Yeah. Thì hôm nay thứ bảy nè, thì mọi người thấy là xe cũng đông ha. Và là chứng tỏ là trong nhà hát cũng busy đó, cũng đông người. Hồi xưa á, Cindy mới ở Việt Nam qua đó mọi người, thì Cindy hay có cái tánh cũng đi đâu cũng hay rủ bạn gái đồ đi đó. Nhưng mà ở riết rồi cái người ta bận rộn. Giống như bây giờ ngày hôm nay thứ bảy là dứt khoát bạn của Cindy á là đi làm hết. Cái nghề của Cindy là cái nghề phục vụ mọi người. Cho nên cái chuyện weekend cuối tuần phục vụ là cái chuyện đương nhiên. Nó giới thiệu phim nè mọi người. Dễ thương quá ha. Nhiều phim lắm, tại vì trong này có nhiều phòng mọi người. Nhưng mà Cindy thì bây giờ làm chơi thôi, không có làm thiệt như ngày xưa nữa. Nên là có khi Cindy muốn off, Cindy nói chuyện với lại chủ của Cindy thì Cindy off thôi. Muốn đi làm thì nói chuyện với chủ của Cindy đi làm. Bây giờ thì cũng không còn nặng gánh mấy đứa nhỏ nữa. Cái chính của người làm cha làm mẹ ở nước ngoài này là cái vấn đề đóng tiền học cho con nè, giúp đỡ con nè. Và bây giờ mấy cháu ở nhà Cindy nó cũng đã lớn rồi. Thành ra là cái chuyện mà Cindy phải hép mấy đứa nhỏ nó đã qua rồi mọi người.
cho nên bây giờ xin đi làm nhiêu ăn nhiêu. Trước mặt xin đi là quốc wrap salad bowl, trong đó nó có gỏi cuốn vitamin stream nữa nè mọi người. Combo bàn đây, đơn làm hấp dẫn quá. Cũng rất là nhiều cái building bỏ trống mà mọi người. Lúc trước á Cindy thấy có chủ làm mà bây giờ khóa cửa bỏ trống, không tội nghiệp họ ha. Available for lease. Rent là nhà ở nha mọi người. For rent là nhà ở mà for lease là cho business nha mọi người. Đó, mọi người thấy chữ Subway không? Bánh mì. Hồi xưa rẻ lắm mọi người. 5 đồng một ổ. Nhân đủ thứ, dài gấp đôi bánh mì Việt Nam mình luôn á. Nhưng mà nói thiệt, cái vị của đồ ăn Mỹ ai cũng ăn khó ăn lắm. Ở đằng sau nó cũng đẹp lắm mọi người, hàng rào bông không. Rồi bây giờ xin đi vào để đi mua áo mặc. Xin đi vào kiếm có cái áo nào đẹp xin đi khoe cả nhà nha, còn không đẹp thì giấu luôn. Hello again mọi người, xin đi lại đi đinh đồ. Sorry, trời nóng quá, bận mấy cái đồ áo đầm dài chịu hết nổi rồi, thế là lại chui vô trong TG Max mua sọt bận. Thì hôm nay ngày thứ bảy cho nên rất là nhiều người ở trong đó, vì vậy mà Cindy không có tiện quay, bởi vì quay thì đụng người, Cindy không có muốn. Nhưng mà cũng chia sẻ với family mình một ít đồ Cindy mua, đúng là phụ nữ nha mọi người, không đi thôi, đi thế nào cũng rinh đồ. Thì thấy mấy cái sọt bằng vải thun dễ thương quá, Cindy lại mua nữa rồi. Thì trung bình nó khoảng chừng 10 đồng cái mọi người. Đây là cái sọt thứ hai, rất là dễ thương. Đó, thì đồ nhiều thì nó cũng có cái lợi mọi người. Đồ nhiều thì mình bận đồ á, mình ít có hư, có khi xin thì có những cái đầm cả chục năm luôn á mọi người. Thì cái đầm này dễ thương ha mọi người ha. Nó đỏ rực, bận đi với mùa hè được, dễ bắt đem nhốt. Nó không có kiểu gì kiểu cọ, nhưng mà nó được có cái là cái đầm này nó bằng thun lạnh. Màu sắc cũng ok. Sọt jean thì Cindy cũng mua một cái. Hồi trước có hai cái mọi người. Nhưng mà nó mặc ngắn quá, nó tới mông á. Cái hồi trẻ trẻ chừng khoảng ba mấy tuổi, 40 tuổi còn bận được. Bây giờ tới hàng năm mấy bận mà nó ngang ngấn mông á thì nó kỳ quá. Cho nên Cindy đem cho Big View rồi. Còn đây là áo muslin, áo kiểu, vải đẹp ha mọi người, cho nên xin đi mua. Đây cũng là một cái áo kiểu nữa của Mask Studio, vải rất là mềm. Đồ của nó thì thôi không có đụng hàng đâu mọi người, nó hay lắm. Vải nó mềm mịn. Anh này cũng so cute. Anh này là cũng vải thun lạnh mà giá là giá chót 10 đồng, tức là từ hai mấy đồng xuống, từ từ còn 10 đồng. Rồi xin thì cũng vớt luôn. Còn đây là cái đầm của Mask Studio, kiểu rất là cute. Đúng ra là xin thì không có mua, nhưng mà nó phải, tại vì nó là thun lạnh đó, chứ đúng ra nó phải ngang vậy. Thì thường thường những cái đứa mà nó tròn mập với xin thì bận lên nó ú nhu à. Nhưng mà vì nó là thun lạnh mọi người, với cái đầm nó cũng đơn sơ, mình bận nó mát, có cái nơ nhỏ nè, cute không. Rồi mình khoác ở ngoài một cái áo khoác nhẹ mỏng, mình có thể đi biển rồi vân vân.
cho nên là Cindy mua đó. Đó là mấy cái đồ mà Cindy mua mặc mùa hè. Có một cô nàng vừa mới chạy cái xe xuống mọi người, tại vì cái cô bên này ra đó, cái người ra là cái người phải nhường, mình phải ngó trước ngó sau mình phải nhường. Cô này ra thì không nhường, cho nên hồi nãy cái cô đi thẳng á, có bóp kèn cổ ra hiệu. Ở đây cái tình trạng bóp kèn ít lắm nha mọi người. Có khi nào mà mình chen lên á, mà mình giống như kiểu mình tạo cái sự nguy hiểm cho người ta, mình chen lên mà mình bị điểm mù quá mọi người, mình không thấy người ta, mình chạy qua thì người ta xém hút đít mình thì người ta mới bấm kèn. Hoặc là trường hợp giống như cô vừa hồi nãy đó, là cái kiểu dê xe ra mà không có ngó người đi thẳng á, thì họ sợ tông. Cái chuyện tông họ không có muốn đâu mọi người, cũng như Cindy đã trình bày ở những cái clip trước. Có nhiều người nói tông xe được đền đó, nhưng mà ở lâu rồi thì cái vấn đề tông xe không ai muốn, tai nạn thì không ai muốn. Và một khi mà ăn tiền hãng bảo hiểm cũng không dễ đâu mọi người. Nó cũng hạch hoẹ mình, rồi nó cũng hỏi tới hỏi lui, rồi nó cũng làm mất thì giờ mình ghê lắm. Cho nên sau này mà ở lâu rồi bất đắc dĩ người ta bị tai nạn, chứ còn không có ai thích mà cái chuyện mà quẹt xe để được bác sĩ đấm bóp và trả tiền, được chia tiền với lại luật sư đâu. Chuyện đó không ai muốn. Thì hôm nay xin thì đi mua một ít đồ bận mùa hè. Thật ra bộ đồ xin thì đang mặc ở trên người đó thì quần short, nhưng mà áo thun nó hơi dày. Áo này thì vẫn còn mùa thu, bởi vì cho nên là xin thì sẽ để dành những cái áo này vào mùa thu xin thì mặc. Còn bây giờ trời nó nóng quá mọi người, có ngày nó lên tới 90 mấy độ F, có bữa nó lên 100 độ F đó mọi người. So với Việt Nam thì dĩ nhiên là sao nóng bằng Việt Nam được, bởi vì Việt Nam mình là khí hậu nhiệt đới mà. Nhưng mà cái nóng bên này nó đỡ hơn bên Việt Nam, cái là nó không bị đổ mồ hôi. Ở đây cái nóng của nó nóng hàn, nóng khô. Còn Việt Nam mình là nóng theo cái kiểu humid, nó gọi là ướt át đó mọi người. Cho nên là ngoài cái chuyện mà nóng ở bên Việt Nam mình còn bị cái vấn đề là bị rít, bận quần áo nó bị rít, bị nóng nữa. Cho nên là hai bên á, Việt Kiều về mà hồi xưa xin thì có mấy đứa em họ, lúc xin thì chưa có đi Mỹ á, mấy đứa em họ nó đi ở ngoài đường mà xin thì ở trong nhà, xin thì ngó ra này thấy hình như nó bơi ngoài đường luôn mọi người, thấy thương lắm. Rồi sau này khi mà xin thì đi lâu rồi, ở lâu rồi mà trời ơi, mọi người biết hồi đó xin thì xuống Mỹ vào tháng 4 nha, mà tháng 4 là bây giờ là xin thì cảm thấy là nóng bức á. Mà hồi xưa xin thì định cư á, xuống sân bay San Francisco á, mà tháng 4 mà xin thì rung á, rung mà hai hàm răng đánh cặp vô với nhau luôn á mọi người. Nhưng mà ở riết rồi thì bây giờ tháng 4 là cái tháng mà xin thì thích nhất. Bắt đầu bận được đầm, bận váy rồi thoải mái lắm. Thậm chí là tới tháng 9, tháng 10 á, tháng 11 Cindy vẫn còn bận đồ mùa thu. Bước vô tháng 12, Christmas, tháng 1, tháng 2 thì Cindy mới bận đồ lạnh. Cho nên là ở lâu rồi cái cơ thể mình nó cũng hòa nhập được. Và chính vì vậy cho nên khi mà Việt Kiều mà về Việt Nam những cái tháng hè đó là thấy tội nghiệp người ta lắm. Xin thì về hồi xưa mới đi chừng 1 năm 2 năm xin thì trở lại Việt Nam thì thấy bình thường. Nhưng mà khi mà xin thì ở lâu quá rồi trở lại Việt Nam thì phải nói là 5-6 giờ chiều xin thì mới dám ra khỏi nhà mọi người. Bắt đầu cái cơn nắng nó dịu xuống, và có những ngày mà xin thì đi bạn xin thì chở Honda đi ra Sài Gòn chơi một vòng hết các đường phố này nọ, ăn uống xong về nhà, trời mọi người biết xin thì rửa cái mặt nó đang thui vậy đó. Đó là cái lý do tại sao mà sau này xin thì hay bôi kem chống nắng. Cái điều đầu tiên là nó cũng chống nắng, cái điều thứ hai là giống như là nó cũng là một cái lớp cản những cái bụi bặm đó mọi người. Khi mà mình đi ra ngoài đường bụi bặm này nó bám vô, thì khi mình về nhà mình đi mua cái make up á thì mình thấy nó cũng đỡ hơn là cái mặt không của mình đó. Thì cái clip giới thiệu về cái plaza nhỏ này cho mọi người thấy nó có những cái tiện ích như thế nào, và nó có cái nhà chiếu phim. Nếu có dịp đi vào xem phim với Hot Boy thì Cindy sẽ quay ở trong cho mọi người xem. Rất là lớn, rất là rộng, có thể chiếu được 8 phòng một lúc.
Nó có khu bán bắp rang, nước ngọt, và đặc biệt là bắp rang và nước ngọt được refill nha mọi người. Tức là mình ăn hết rồi mình giữ cái thùng với nước ngọt rồi mình lại refill lại nữa. Nó có nhiều cái vui lắm. Hồi xưa thì Cindy cũng đơn giản, không có nghĩ tới cái chuyện mình đi coi phim ở ngoài. Nhưng mà sau này khi mình hấp boy lớn rồi, hấp boy cũng nói với lại Cindy là tại sao mẹ không try thử đi coi phim. Đi coi phim nó có cái thú riêng của nó, màn ảnh rộng, âm thanh xuất sắc. Dolby đó là âm thanh mẹ nghe đã giống như là sống động vậy. Thì Cindy quả là có đi theo hấp boy và cảm thấy là hấp boy nói đúng. Thì nếu mà thời gian cho phép thì chúng ta cũng nên dắt con cái, cháu chắc mình đi xem phim với bọn nhỏ để mà thấy được cái thú vui của bọn nhỏ. Có thể là mọi người cũng có một cái quan điểm giống như sinh gì trước đây, có nghĩa là thôi bây giờ mình già quá rồi, những cái gì mình trải qua hết rồi, mình không có đi, mình không có tới để cho bọn trẻ. Thật ra mỗi thời đại nó có mỗi cái thay đổi khác nhau á mọi người. Có thể thời đại chúng ta ngày xưa thì cái tiện ích á, cái tiện lợi nó chưa có hoàn hảo như bây giờ. Bây giờ thì có thể là cùng một cái nhà hát đó nhưng mà cái ghế nó khác, cái phim nó chiếu khác, rồi cái comfortable, cái tiện lợi nó khác. Và có nhiều khi là lúc ta còn trẻ, ta coi phim ta không có enjoy được cái bộ phim bởi vì có nhiều cái mà nó lẫn quẩn trong đầu lắm. Nhưng mà tới một lúc nào đó thì tâm hồn thư thái, mình lại biến mình giống như là một đứa trẻ nhỏ vậy đó, thì mình lại vào trong đó, mình lại thích thú, mình lại enjoy được cái bộ phim mình coi. Đó, đó là một trong những cái mà an nhiên tự tại mà ở cái đất Mỹ này Cindy cũng tự tạo cho mình nguồn vui đó mọi người. Chứ còn mà nếu mà mình thụ động á, mình lúc nào mình cũng chờ đợi người ta tới kiếm mình, hoặc là giống như kiểu mình phải để cho người ta suy nghĩ về mình, cái chuyện đó hiếm lắm mọi người. Tại vì cái nguồn máy của xã hội ở bên này nó bận rộn, nó cuốn người ta đi, và có đôi khi người ta rất là thương mình nhưng mà người ta cũng không có thời giờ để người ta nghĩ đến mình. Cho nên khi mà mình lớn tuổi rồi, mình hãy cho phép mình có được cái nguồn vui giống như Cindy nè mọi người, thấy không? Giờ này thì tất cả mọi người đều bận rộn, thì ai mà chơi với Cindy? Thì Cindy biết lái xe nè, rồi Cindy lái ra khỏi nhà, rồi Cindy đi mua, rồi đi mua sắm, rồi thích thì có một hai anh chị em nào đó cũng về hưu giống như mình, rủ đi ăn đi uống nói chuyện trên trời đất. Như là Cindy đã chở một bà chị đi chơi với bé Cường á, thì bà đó là bà hoàn toàn về hưu rồi đó. Hầu như ngày nào Si cũng có người tới rước đi, và ai rủ gì Si cũng đi hết. Si nói một câu rất là đơn giản là bây giờ rảnh rồi, không làm gì thì đi. Với lại bây giờ mà không đi thì mai mốt hả, tới cái tuổi mà chân cẳng nó đau rồi, sức khỏe nó không có rồi, người ta có rủ mình cũng không đi được. Đó là một cái câu nói mà Cindy cảm thấy đó là một điều rất là tâm đắc. Cindy bye bye cả nhà, và mong rằng gặp lại mọi người trong những cái vlog tiếp theo. Bye bye, love you.